chợ hải sản 26 Nguyễn Công Trứ, phường 2 thành phố Vũng Tàu, chợ Xóm Lưới. Sáng nay đông nha bạn ha. Khô lù đù loại lớn 120, loại nhỏ 101. Ủa có mùa nào mà cái giá nó rẻ hơn nữa không bé? Giá một em ơi. Dạ. Cùng một giá. Đu đu. Loại này 120 nè, con này nó bự. Loại nhỏ 101. Vui ghê ha. Ở đây mình mua 2 kg, loại 101 và 120. Ôi đằng kia ốc tỏi kìa, cá gió quá trời gió, các bạn thông cảm nha, mấy bữa nay gió dữ lắm. Ôi. Đấy. Trời ơi, tôm hùm quá trời. Không phải tới luôn. Tụng số bị đó nhiêu tiền vậy em gái? 900 ngàn ký hả? Ồ. Wow, tôm số biển 900 ngàn. Tôm hả? Ok. Tôm hùm nhiêu ký chị gái? Lại 1.2 triệu, lại là 1.4 triệu. À, 1.2 triệu 4. Cảm ơn chị nha. 1.2 triệu 4. Ủa? Ở đâu rồi? Tôm hùm 1.2 triệu 4, nhãn, xoài đủ thứ. Quá trời, đi ra ngoài luôn đi Minh. Đó, chờ tôm. Ừ, tôm đảo quá trời, cua. Chạy ra ngoài đi, em chạy ra ngoài đi. Rồi, mực ngon quá trời. Mực ống đó nhiêu tiền vậy em gái? 280 hả? Đảo quá trời, cảm ơn em nha. Rồi, bữa nay mà ở đây là coi như đem về luộc hết rồi, đang về Sài Gòn. Mấy con mực nó bự lắm các bạn. Sù huyết bề bề là tôm tích, tôm vui ha. Hào sữa 3 kg 100. 3 kg 100. Ai mua ghé vô. Mực này đúng là ngon thiệt luôn, nhìn đảo quá trời. Mực này nhiêu vậy chú? 280 hết ha. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Ồ, bự. Yeah. Nhãn. Tell me something, boy. Tell me something, girl. Oh la la. Tôm khô 680 ngay chỗ này.
cá lưu đù này bán sao vậy hả? Dạ 110 ngàn đồng ký ha. Cảm ơn chị nhiều chị. Dạ. Trước khi về Sài Gòn, chúng ta ghé qua đây chúng ta nhìn một cái cho đã cái mắt và chúng ta về. Đó. Như vậy là tâm hùm 2,4 triệu ha. Hô lù đù 110, 120, mực 280. Tôm sú biển loại 1 lại bán 900. Ghẹ bán 380. Nãy mà lúc cân á, cái bịch nó còn nhiều nước, xong cái chị kia chỉ bóp ra chảy hết nước, cái nó bù cho thêm được một con tôm nữa. Rồi. Gọi là chút không khí của chợ Sớm Lưới gửi đến các bạn trước khi chúng ta về Sài Gòn. Trời, gió nó muốn bay luôn các bạn, muốn bay người luôn nha. Ngay tại bãi sao Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu. Đó, rồi. Các bạn nghe tiếng gió không? Anh có gió như mấy ngày rồi? À, đêm qua. Hôm qua em thấy được con chó chứ đúng rồi. Đó. Mát mẻ lắm mà gió khủng khiếp luôn, gió là muốn bay người luôn, chạy xe là chịu không nổi. Đây là quán cà phê, tiệm trà Phúc Long. Ở Phan Thiết không thấy Phúc Long, mà ở Vũng Tàu có Phúc Long nha. Gió quá. Âm thanh góc các bạn nha, nghe nó hơi ồn xíu. Đó, thực tế nó là vậy. Gió quá. Cây dù này nó muốn thổi bay luôn nè. Hơn 10 giờ sáng các bạn ha, từ thành phố Vũng Tàu chúng ta chạy về đây. Đây là thành phố Bà Rịa và bây giờ các bạn xem nè, một sự lãng phí, phải nói là vô cùng lãng phí diễn ra khắp mọi nơi. Đây là đường Trần Quốc Toản, thành phố Bà Rịa, các bạn xem ha, xây dựng rất nhiều và bây giờ họ đóng lại như thế này. Đó. Bán nhà. Số điện thoại 0354778709 hoặc 0933953084. Bên kia cũng là nhà bán 4 căn liền kề 16, 17, 18, 19. Tuốt đằng kia họ ghi là cho thuê nhà. Và
Những căn nhà như thế này là mình đã từng chạy qua khu vực Bà Rịa Vũng Tàu rất nhiều năm các bạn. Là mình thấy là bỏ trống rất nhiều. Hơi gió các bạn nha, mình thu âm trực tiếp luôn. Mong các bạn thông cảm. Đi bộ chút xíu cho các bạn xem về tình hình của địa ốc bất động sản mà mình không có tiền mình mua. Không chỉ là họ dùng gạch để họ xây lại như thế này, tức là họ sợ là một số người sẽ bước vào tòa nhà đó để làm chuyện khác. Bây giờ các bạn quan sát chút xíu nha, ở bên trên các bạn thấy không, sắt nó rỉ ra luôn rồi, nó chuyển màu á, từ cái màu xám xám chuyển thành cái màu nâu. Để mình quay cận cảnh hơn các bạn xem. Các bạn quan sát ha, rỉ sắt luôn. Đây là trên trục đường chính các bạn nha, từ thành phố Vũng Tàu về thành phố Bà Rịa đó, mà nó như vậy nè. Rồi, chúng ta đi chút xíu nữa. Đây. Cho thuê nhà hai căn liền kề, ngay phía chính giữa thì chúng ta thấy là rác rất nhiều. Và như cái ổ kia là cái ổ điện thì phải. Đó, nó cũng rớt cái nắp ra rồi, cũng rớt ra ngoài luôn. Ở đây thì họ sử dụng tôn để họ lắp nó lại. Và còn những cái căn nhà khác thì mình cũng không thấy là có cộng đồng dân cư gì cả. Từ thành phố Vũng Tàu về thành phố Bà Rịa thì gió hiện tại vẫn rất là mạnh các bạn nha. Trong những ngày này nếu các bạn đi Vũng Tàu thì chủ yếu là sẽ hơi khó tắm biển đó. Tức là cũng tắm được nhưng mà gần gần bờ thôi. Họ cắm cờ đeo rất nhiều. Đó, chúng ta quan sát. Căn nhà kia là coi như là cái cửa sắt nó cũng chuyển sang cái màu rỉ sắt luôn. Đó. Từ màu xám chuyển thành cái màu vàng vàng cam cam. Rồi. Bây giờ các bạn quan sát chút xíu. Ở bên đây cũng vậy luôn nè. Một chục rất dài, có một bác ngồi đó uống cà phê, uống nước vậy đó. Không thấy cộng đồng dân cư, chỉ thấy rỉ sắt, thấy màu sắc nó hoen ố, thấy sự thay đổi. Rồi, cửa sắt thì có những cái khóa, họ khóa lại rồi các bạn. Đó, đằng kia cái chỗ nữa nha. Đối diện là City Gate ở Bà Rịa. Rồi chúng ta tiếp tục đi ha, trên hành trình từ Vũng Tàu về lại Sài Gòn để xem có gì đáng ghi hình thì mình sẽ ghi hình cho các bạn xem. Tới phà Cát Lái, phà Cát Lái. Bến phà Cát Lái Đồng Nai. Ủa trả lại thẻ để kiểm soát là thẻ gì? Có thấy mùi này không ta? Bán trà tắc nè. Bên ngoài nhiệt độ khoảng độ 37-38 độ. Nắng cháy da luôn. Đi hai người, giá tiền là 6.000 đồng cho lên phà. Cái phà Cát Lái gì nó hoạt động suốt đêm luôn ta? Không nhớ rồi. Có đi đêm đâu biết. Ừ. Nói là suốt đêm, suốt đêm. Nhớ gì nó hoạt động suốt đêm á. Lắm rồi mới trở lại cái phần. Yeah.
xe đường chiếc 30T 30 tấn. Chỗ không còn chỗ không. Trời đông. Bước qua đây. Hết chỗ bước luôn. Không còn chỗ đi vô luôn. Rồi, di chuyển luôn. Hướng cầu Phú Mỹ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Bạn tay spray.